Quý khán giả một lần nữa đến với kênh YouTube TV Broadcasting do thay là dịp thực hiện thưa quý vị hôm nay là chiều thứ hai ngày 16 tây tháng 11 năm 2020. và để mà gọi là đổi đề tài một chút xíu trong phần tin tức này tôi muốn cập nhật đến quý vị biết về những hạn chế mới nhất mà thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California vừa mới ban hành vào ngày hôm nay liên quan đến việc COVID-19. Chúng ta sẽ tạm thời không đề cập đến vấn đề chính trị trong chương trình này. Thưa quý vị, trong sáng sớm ngày hôm nay, thống đốc Gavin Newsom cho biết rằng là ông sẽ đưa hầu hết tiểu bang California quay lại vào trong cái giai đoạn mà gọi là hạn chế nhất, khó khăn nhất trong bốn giai đoạn mà Bộ Y tế của tiểu bang California đã công bố vào mùa hè của năm nay. À, trước ngày hôm nay đó thì à, ngay ở tại Orange County cũng như là ở tại San Diego và hầu hết những vùng hạt lớn à, của California à, đều nằm trong cái giai đoạn màu cam à, giai đoạn màu cam thì tương đối dễ dàng hơn à, cho một số các cơ sở thương mại bao gồm kể cả à, nhà hàng à, cũng như là các cơ sở tôn giáo à, tuy nhiên vì trong thời gian qua quý, quý vị cũng thấy rằng là cái À, trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 lây lan à, quá nhiều. À, cái con số nhập viện cũng như là những người đã bị nhiễm COVID-19 hay là xét nghiệm dương tính với COVID-19 nó tăng vọt à, khiến cho ngày hôm nay thì à, Gavin Newsom đã đưa Orange County à, nơi à, mà có khu vực Little Sài Gòn à, của cộng đồng chúng ta à, từ à, cái mức cam xuống lại cái mức màu tím đó là mức mà gọi là đậm nhất. thì sau đây chúng tôi xin được lượt qua những cái giới hạn trong cái cái phần mà gọi là cái giai đoạn màu tím này để cho quý vị có một cái khái niệm chung về những cái giới hạn mà chúng ta phải đương đầu với trong ít nhất là hai tuần nữa. tại vì cứ mỗi hai tuần thì tiểu bang California sẽ xem xét lại những cái dữ liệu và coi rằng là những cái địa phương nào có thể uh, được uh, mở cửa và có nhiều cái sự uyển chuyển hơn, nhiều cái flexibility hơn và những cái địa phương nào mà ông uh, mà thống đốc New vẫn giữ nguyên lại uh, ở đây thì thưa quý vị trong cái giai đoạn mà màu tím đó, thì những trung tâm mua sắm mà uh, tiếng anh nó gọi là những cái shopping center như là South Coast Plaza uh, chỉ được tối đa cho 25% uh, cái sức chứa uh, thôi có nghĩa rằng là nếu mà ví dụ chúng tôi nói rằng là thương xá phước lộc thọ nếu mà theo nếu mà tính theo cái diện tích đó, thì có thể chứa một lần à, tối đa là một ngàn người để chúng, chúng, chúng tôi chỉ nói ví dụ thôi nếu mà thương xá phước lộc thọ à, tối đa một lần có thể chứa được một ngàn người thì trong cái giai đoạn một tím này à, thương xá phước lộc thọ tối đa chỉ có chứa được là 250 người mà thôi và cái đó là một, và cái đó là một trong những cái giới hạn của những cái shopping center hay là những cái khu thương xá. À, kế đến là tiệm làm tóc và cũng như là tiệm làm tiệm làm móng tay. thì may mắn rằng à, với cái sự điều chỉnh mới của tiểu bang California thì bây giờ tóc và móng tay coi như là đã được à, đối xử một cách gọi là bình đẳng. đó là tiệm tiệm tóc và tiệm móng tay vẫn tiếp tục được mở cửa ở bên trong không có cần mà phải đi ra ngoài làm à, tuy nhiên à, cái việc làm bên trong này nó cũng có nhiều cái sự hạn chế à, thay lời dịp à, không có à, đủ thời giờ để mà đi qua từng những cái hạn chế đó nhưng mà à, quý chủ tiệm nail cũng như là những người nào mà hiện nay đang làm trong ngành nail à, có thể tự tham khảo với à, các quân hạt mà mình đang cư ngụ rằng là những cái hạn chế đó là, là những cái hạn chế gì À, chúng tôi biết rằng là vào à, cuối tháng 10 thì bộ y tế của tiểu bang California đã cập nhật những cái hạn chế đó trên cái bản um, quy tắc uh, của về vấn đề mà gọi là giãn cách xã hội trong cái thời đại uh, Covid-19 này. Thì coi như đây cũng là một cái tin uh, uh, cũng cũng tạm được liên quan đến vấn đề Covid-19 cho ngành neo và ngành tóc. Đối với nhà hàng thì khó khăn hơn thưa quý vị. Nhà hàng thì trước đây đó uh, vẫn có thể chứa được ít nhất là 25% của sức chứa tối đa của mỗi nhà hàng. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bước từ màu cam xuống đến màu tím, thì bây giờ nhà hàng không được phục vụ khách ở bên trong nữa. Cái khó khăn là khi mà cái quy định này nó bắt đầu được đi vào thực hành vào tháng vào mùa hè đó, thì trong cái giai đoạn đó khí hậu vẫn còn rất là là nóng, cho nên rằng là người ta ngồi ở bên ngoài ăn vẫn không sao mà quý vị thấy rằng là bây giờ chúng ta đang ở giữa tháng 11 mà đêm xuống nếu mà phải ăn ở bên ngoài thì nó cũng là một cái vấn đề rất là vất vả cho những nhà hàng nào mà có cái parking lot hay là một cái khu vực để mà họ dựng liều lên cho khách ngồi ăn. Cái này không có tính đến chuyện rằng có những nhà hàng hoàn toàn không có một cái phương tiện để mà phục vụ khách ở bên ngoài tại vì vấn đề mà gọi là uh, parking nó quá là hàng hẹp không có đủ chỗ để để cho người ta đậu nên huống chi là uh, lấy đầu ra để mà ngăn một cái khu vực lại để mà cho uh, các nhà hàng đặt bàn để cho khách ngồi ăn thì đối với nhà hàng thì nó rất là vất vả và tôi rất là thông cảm cho uh, các chủ nhà hàng cũng như là các nhân viên trong nhà hàng À, các chủ nhà hàng bây giờ là nếu mà có cái phương tiện để mà mở bên ngoài đó, thì họ cũng phải uh, có thêm chi phí tốn kém về vấn đề gọi là mướn liều họ phải, phải mướn luôn những cái um, máy sưởi mấy cái heater mà chạy bằng uh, chạy bằng ga propane đó để mình uh, giúp cho khách giữ ấm và đó là cái chi phí của nhà hàng đối với nhân viên thì nhân viên là bây giờ phải phải đi ra đi vô uh, vô đi vô trong nhà bếp uh, thì nóng đi ra ngoài thì à, lạnh nhưng là ban đêm cho nên về vấn đêm gọi là cảm cúm này là dễ thì đó là nhà hàng các cơ sở tôn giáo thưa quý vị với ví dụ như là à, chùa và nhà thờ thì trong cái giai đoạn một tím này tại tiểu bang California không được mở bên trong có nghĩa là muốn mà tiếp tục có những cái sinh hoạt thờ phượng đó thì có thể phải làm qua cái dạng gọi là trực tuyến à, qua internet hay là chỉ có dạng là drive thru là bên ngoài thôi hay là uh, có lẽ là các cha hay là các vị tu sĩ hay là uh, linh mục hay là các thầy uh, các hòa thượng phải uh, thuyết pháp hay là thuyết trình uh, ở bên ngoài chứ không được làm ở bên trong nữa. Uh, các trung tâm thể dục cũng vậy, cũng như vậy. Những trung tâm thể dục như là uh, LA Gym hay là những cái trung tâm mà tập uh, yoga tập uh, dancing gì đó là không được mở bên trong nữa phải đi ra ngoài và cái đó là một cái cũng là một cái khó khăn. À, cho các cơ sở thương mại đó tại vì những cái những cái dụng cụ tập thể dục có những dụng cụ rất là nặng làm sao mà đem ra ngoài để mình tập được và cuối cùng thưa quý vị đó là quán bar và các hộp đêm thì hoàn toàn không được mở cửa trong cái giai đoạn này thì vẫn tiếp tục là nếu mà những cơ sở thương mại nào được thành lập dưới cái dạng là quán rượu hay là hộp đêm nightclub thì không được mở cửa đó là những cái dịch vụ hay là cái ngành nghề mà chúng tôi nghĩ rằng là nó phổ thông nhất trong cộng đồng chúng ta. Còn một số cái chuyện kia như là uh, sở thú hay là uh, công viên gì đó thì nó cũng không có nhiều, nó cũng hành, không ảnh hưởng nhiều đến cuối uh, uh, khán giả người Mỹ có việc. Uh, đối với trường học thì thưa quý vị, giờ này chúng tôi cũng chưa có những thông tin liên quan đến vấn đề trường học. Chắc là phải đợi uh, bộ giáo dục của tiểu bang California và cũng như là các học khu ở tại địa phương đưa ra những cái quyết định mới liên quan đến vấn đề là các học sinh có vẫn tiếp tục đi học tại trường học hay không? Nếu mà hiện nay họ đang làm chuyện đó, còn những đối đối với những học khu nào mà à, à, từ trước đến giờ vẫn còn bắt các học sinh học qua cái internet cái dạng Internet thì coi như là cái này nó cũng không có thay đổi gì cả, tại vì à, có đi học trực tiếp đâu mà thay đổi. Và thưa quý vị, à, sau đây xin mời quý vị xem à, một cái một cái biểu đồ ở trên màn hình để thấy rằng là à, những tiểu bang, à, những quận hạt nào trong California mà được tô màu tím đó là phải phải sắp sửa à, sống dưới những cái khó khăn mà Gavin Newsom vừa mới ban hành trong sáng sớm ngày hôm nay. À, quý vị thấy rằng là à, những nơi như là San Francisco, uh, Santa Clara, Orange County, Los Angeles, San Diego đều là màu tím cả. Chỉ có một số nơi là màu cam hay là màu đỏ, hay là màu vàng thôi. Mà thông thường là những cái nơi đó là những cái quần hạt uh, rất là ít dân số hay phải nói là dân số nó rất là thưa thớt cho nên rằng là cái vấn đề lây nhiễm nó cũng khó và vì vậy cho nên là những quần hạt đó vẫn còn nằm trong màu uh, màu cam hay màu đỏ hay màu vàng còn hầu hết các tiểu bang uh, các quận hạt trong California uh, đều là màu tím uh, và thưa quý vị 41 quận hạt tại tiểu bang này được tô màu tím là nơi mà 94% dân số của California đang cư ngụ. Nói chung là như là toàn tiểu bang rồi. 94% của người dân tại tiểu bang California đang cư ngụ ở tại những tiểu bang à, ở tại những quận hạt màu tím. Và khi quý vị thấy rằng là đây là cái con số mà nó nhảy rất là nhanh. Vào ngày 10 tới tháng 11 khi mà chúng ta vẫn còn đang cập nhật những cái dữ liệu liên quan đến vấn đề một gọi là trường hợp nhiễm COVID-19 thì vào uh, tuần trước chỉ mới có 13 quận hạt, 13 county À, đang trong tình trạng gọi là uh, Truyền nhiễm mà lây lan thôi Nhưng mà chỉ mới có 6 ngày sau uh, Từ 13 cuộn hạt mà nó nhảy lên tới 41 cuộn hạt rồi Để cho chúng ta thấy được là cái sự gọi là uh, Bùng phát của đại dịch COVID-19 uh, Không những là ở tại tiểu bang California Mà còn ở những tiểu bang khác ở uh, Trong cái khu vực miền Tây của Hoa Kỳ Bao gồm như là tiểu bang Oregon Và tiểu bang Washington Và thưa quý vị À, chúng ta chắc chắn là phải uh, chờ đợi, à, tại vì ngoài những cái um, cái hạn chế mới này, Gavin Newsom hiện nay vẫn còn đang cứu xét là ông có nên ban hành một cái lệnh giới nghiêm hay không à, Tiểu bang California trong lúc mà thời gian gần đây đó uh, ít có cái lệnh giới nghiêm lắm, uh, trừ khi là trong cái cái cuộc mà gọi là biểu tình bạo loạn vào mùa hè liên quan đến cái chết của ông George Floyd mà thôi. Còn ban hành, hành lệnh giới nghiêm là cũng là một cái việc rất là hiếm hoi thì hiện nay Gavin Newsom đang cân nhắc cái việc là ban hành lệnh giới nghiêm để mà hạn chế cái việc mà người ta đi ra ngoài và ban đêm. Thì không biết rằng là nếu mà ông ban hành cái lệnh này, thì cái lệnh giới nghiêm nó sẽ bắt đầu được áp dụng vào mấy giờ? À, có thể là 12 giờ đêm, cũng có thể là 90 giờ đêm trong ngày. À, và đó là các tin tức liên quan đến vấn đề uh, COVID-19. À, chúng ta đang phải chờ xem coi là uh, nếu mà tình hình không có uh, giảm đó, thì 14 ngày sau hay là một tuần sau cái tình hình nó, nó cũng sẽ y hình như vậy chúng ta phải sống với, những cái sự ràng buộc như vậy nếu mà trong 14 ngày sau con những con số tại những khu hạt này giảm đi thì có thể là những những nơi như là Orange County khu vực Little Sài Gòn có thể từ màu tím quay lại màu cam và nó dễ thở hơn một chút xíu nhưng mà hiện tại trong hai, hai tuần lễ tới đây chúng ta sẽ chịu rất nhiều cái sự gò bó và cái gò bó này nó đi tới lúc mà chúng ta đang chuẩn bị đón mừng cái mùa lễ Thanksgiving nó ảnh hưởng đến các doanh nghiệp uh, nhỏ rất là nhiều nó ảnh hưởng đến người đi làm cũng rất là nhiều vậy cũng như là nó ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân tại tiểu bang California rất nhiều uh, và một lần nữa thưa quý vị đây là những bản tin uh, cập nhật đến cho quý khán giả tin tức liên quan đến vấn đề Covid 19 ở tại tiểu bang California uh, thay lời dịp xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình này và nếu mà quý vị chưa có bấm nút subscribe thì xin quý vị quý vị vui lòng bấm cái nút ở dưới đây nè cái nút này ở dưới cái màn ảnh của cái laptop hay là của cái điện thoại quý vị để mà khi nào mà chúng tôi có những cái video mới thì chúng quý vị sẽ được thông báo ngay lập tức. Theo là dịp xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi xin hẹn quý vị lại vào chương trình của ngày mai.